Giá tiêu được chúng tôi cập nhật lúc 4 giờ ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024, kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý, các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá tiêu hôm nay ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024 biến động liên tục giữa mối lo thiếu nguồn cung. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia chốt tại 6.826 đô la mỗi tấn, giảm 0,97%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 6.850 đô la mỗi tấn, tăng 2,19%. Giá tiêu đen chinh, Malaysia Asta mức 8.900 đô la tấn. Giá tiêu trắng muôn to 9.128 đô la mỗi tấn, giảm 0,96% giá tiêu trắng Malaysia Asta ở mức 11.400 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.800 đô la tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo mức 7.100 đô la mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 10.150 đô la tấn. IBC tiếp tục giảm giá tiêu tại Indonesia và trong khi tăng trở lại ở Brazil, theo dự kiến. Vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2025 của Việt Nam gần như toàn bộ vào tháng 2 năm 2025, một số vùng sẽ kéo dài đến tháng 3 và tháng 4, chậm hơn 1 đến 2 tháng so với những năm trước do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, khiến nguồn cung hạt tiêu ngày càng khó khăn. Dự báo ngành hạt tiêu Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá xuất khẩu ở mức cao do nguồn cung giảm. Theo Hiệp hội hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam, VPSA, lượng hạt tiêu trong dân gần như không còn chỉ còn ở trong các đại lý và kho của doanh nghiệp. Tồn kho vụ 2023 chuyển sang cộng với lượng nhập khẩu năm 2024 vào khoảng 40.000 đến 45.000 tấn, kể cả nhập khẩu tiểu ngạch, cho thấy nguồn hàng xuất khẩu cho tới cuối năm sẽ thấp hơn mọi năm và cho đến tháng 3 năm 2025 khi vụ mùa 2025 dự kiến sẽ thu hoạch. Các chuyên gia dự đoán hạt tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới, kéo dài từ 10 đến 15 năm với khả năng đạt đỉnh 350.000 đến 400.000 đồng kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay giảm 500 đến 1.000 đồng kg so với cùng thời điểm hôm qua. Từ đầu tuần giá tiêu trong nước trồi sụt với biên độ thấp tại hầu hết các địa phương hiện lượng hàng trong dân không có nhiều nên thị trường mua bán cầm chừng